cả nhà lại là em đây. Thành Tấn xin chào cả nhà mình nha. Đây. Có đây là ông cụ kìa. Già chứ tuổi. Đây cũng được cô ba chủ trọ tài trợ. Cái này là cá của ông anh. Cá chạch chiên xù. Còn đây là chả. Chả vét vô cái mù của con ghẹ. Chấm tương ớt. Nói chung là đồ ăn đây là được, cũng được anh với cô ba chú trọ tài trợ không cả nhà. Nhưng mà đồ đông không nghe anh em. Đồ nó ngon. Tuy nhỏ nhưng mà nó đồng đúng không? Đây là tôm lăn bột. Ai mà cũng ở trọ vui vẻ này là xin liên hệ đến ấp Lộc Hòa, xã Lộc Giang, Đức Hòa, Long An. Hỏi cô ba Nhung là ai cũng biết nha cả nhà. Gà đồ ăn là lúc nào cô ba cũng tài trợ đó. Gà thả vườn luôn. Gà vườn, rau rác đồ là em cũng ở vườn luôn mấy anh ơi. Ừ. Bữa nay tối quá không quay được vườn rau của dì ba. À rau sạch. Rau sạch là cô ba trồng là trong gì người ta kêu bằng gì, trong lưới hả? Trong lưới. Tối quá quay cũng được. Ở sao em? Ở sao? Lưới luôn ngon lắm. Mà cho bà cho thôi chứ không bán nha anh em. Cho phòng trọ, gà muốn ăn lúc nào cô ba cũng có. Rồi. Rồi xin chào cả nhà, nhớ thấy món ngon của em nhớ đăng ký kênh Tấn Món Ngon Nhà Làm. Follow và share. Follow và bấm chuông thả like giúp em cả nhà. Rồi bye bye cả nhà.